Sẽ ra sao nếu người gặp anh em Tanjiro là một thượng huyền? Ngay trong tập đầu tiên, thay vì gặp thủy trụ Tomioka, Tanjiro lại gặp phải một thượng huyền như Kokushibo hoặc Doma, Akaza hay thậm chí là Daki thì sẽ như thế nào? Nếu nói thẳng ra thì Tanjiro có thể sẽ bị ngay lập tức, vì trừ Doma thích chơi đùa với người khác ra thì Tanjiro lúc này không có giá trị gì để những thượng huyền kia biến cậu thành quỷ. Trừ khi đột nhiên Tanjiro bật vũ điệu hỏa thần, Kokushibo có thể nhận ra và giữ lại cậu, hoặc Akaza cũng thấy thú vị mà muốn Tanjiro mạnh lên. Nhưng với một đòn của thượng huyền thì chưa chắc Tanjiro được chạy nhảy liên tục như khi đánh nhau với Tomioka đâu. Nếu biến thành quỷ thì cả hai anh em Tanjiro, Nezuko sẽ kháng được bản năng của mình và dần trở thành con quỷ có sở hữu khả năng kháng được mặt trời. Chính vì vậy mà sớm muộn gì cả hai anh em cũng sẽ trở thành con mồi của Muzan. Rồi rất có thể Tanjiro và Nezuko sẽ trở thành kẻ thù của cả hai phe quỷ lẫn người. Lúc này người duy nhất mà cả hai có thể nương tựa vào chính là Tamayo. Dựa vào mẫu máu của hai anh em, Tanjiro và Nezuko sẽ trở thành phương thuốc có thể biến quỷ trở lại thành người và dẫn đến trận chiến cuối cùng khi sát quỷ đoàn sẽ phải bảo vệ cho hai anh em.